được bán ra sớm hơn Galaxy S11. Theo một báo cáo mới nhất của Ion Hub News từ Hàn Quốc cho biết, Galaxy Fold 2 màn hình gập có thể được bán ra trước Galaxy S11. Các tin đồn trước đó cho biết, Samsung sẽ ra mắt Galaxy Fold 2 cùng sự kiện giới thiệu Galaxy S11 vào tháng 2 tới. Tuy nhiên, dường như Samsung đang lên kế hoạch cho Galaxy Fold 2 lên kệ ngay sau khi được giới thiệu chính thức, chỉ ít là tại quê nhà Hàn Quốc. Nguồn tin của Ion Hub News cho biết Samsung đã đàm phán với ba nhà mạng tại Hàn Quốc để phát hành chiếc Galaxy Fold 2 sức nóng cạnh tranh gia tăng trên thị trường smartphone màn hình gập đến từ các đối thủ khác có thể là lý do khiến Samsung đưa ra quyết định này. Motorola có thể khiến gã khổng lồ Hàn Quốc phải lo lắng với Motorola 2019 ra mắt vài tuần trước. Mới đây, Motorola cho biết phải trì hoãn việc lên kệ ra do nhu cầu cao đột biến, và đó có thể là cơ hội cho Samsung để tung Fold 2 lên kệ càng sớm càng tốt. Vài ngày trước, hình ảnh Galaxy Fold 2 xuất hiện ngoài đời thực xác nhận kiểu dáng gập vỏ sò so của smartphone màn hình gập thế hệ 2 của Samsung. Các hình ảnh cũng cho thấy Galaxy Fold 2 không phải dòng flagship. Fold 2 trong bức ảnh với chỉ có camera kép ở mặt sau. Mức giá được đồn đoán vào khoảng dưới 1.000 đô la Mỹ là gợi ý cho thấy Galaxy Fold 2 chỉ là thiết bị tầm trung, ngay cả khi camera kép dùng cảm biến 108 MP, CHL và zoom quang 5x giống như trên Galaxy S11.